Mến chào các bạn, mình tiếp tục làm với bài viết về mặt mặt tế. Tế là nhỏ. Âm mặt giả, mặt âm vậy. Dạo vi là nhỏ. Mặt tung đại nhảy tế. Như nhất tuyến tiểu nhi hữu. Lật nhỏ mà có sức, nó đi nhỏ mà có sức. Hữu viết lại nói rằng tế tế như
ti nhỏ như sợi tơ. Mặt nhỏ như sợi tơ. Like. Vãng qua lại. Cực. Vi qua lại thật là nhỏ, nó đi qua đi lại thật là nhỏ nhuyễn. Tế vi tinh quyết bắt. Túc có nghĩa là mặt tế, gặp mặt tế là biết là tinh quyết không đủ. Hạnh là ấm chân. Toàn hạnh toàn. Hạnh toàn là ấm chân đau mỏi. Tùy lạnh là cái tể bên trong nó bị lạnh. Hữu viết lại nói rằng tế vì hiểu khí lại nói rằng mặt tế
là bị thiếu khí, xuất từ đơn đơn tâm, là sách Đơn Khê Tâm Pháp. Chào tạm biệt các bạn.